Nhà ga hơn 2.200 tỷ đồng ở Huế có thể được khai thác dịp 30 tháng 4. Thủ tướng không để văn bản pháp luật vừa xây dựng xong đã lạc hậu. Bắt nữ giám đốc chi hơn 13 tỷ đồng mua hóa đơn xăng dầu khống. Nhà ga hơn 2.200 tỷ đồng ở Huế có thể được khai thác dịp 30 tháng 4. Thưa quý vị, dự án nhà ga T2 sân bay Phú Bài, Thừa Thiên Huế có tổng mức đầu tư là 2.249 tỷ đồng. Đến nay đã đạt 95% khối lượng theo hợp đồng, dự kiến đưa vào khai thác đúng tiến độ vào tháng 4. Trong chương trình công tác tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra tiến độ dự án xây dựng nhà ga hành khách T2 của cảng hàng không quốc tế Phú Bài. Sân bay Phú Bài được xây dựng từ năm 1940, hiện khai thác lưỡng dụng cả quân sự và dân sự. Năm 2013, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV đầu tư sửa chữa với tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng. Nhà ga hành khách hiện nay có công suất thiết kế 1,5 triệu hành khách mỗi năm. Dự án nhà ga T2 sân bay Phú Bài có tổng mức đầu tư là 2.249 tỷ đồng do ACV làm chủ đầu tư. Công trình này xây dựng theo kiến trúc cung đình Huế với các lớp mái chồng xếp lên nhau. Nhà ga có diện tích sàn xây dựng khoảng 22.380 m2, dự kiến công suất phục vụ 5 triệu hành khách mỗi năm, trong đó 4 triệu hành khách nội địa, 1 triệu khách quốc tế, bảo đảm phục vụ 2.500 hành khách giờ cao điểm. Nhà ga T2 cảng quốc tế Phú Bài được kỳ vọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và khu vực, đặc biệt là dịch vụ du lịch. Phần thân nhà ga được khởi công vào tháng 8 năm 2021. Đến nay, tổng khối lượng thực tế tại hiện trường đạt 95% hợp đồng, đã nghiệm thu 85% giá trị hợp đồng. Hiện ban quản lý dự án khẩn trương đôn đốc các nhà thầu hoàn thành công tác hoàn thiện nội thất, lắp đặt thiết bị song song với kiểm tra, chạy thử với các thiết bị đã hoàn thành, dự kiến đưa nhà ga vào khai thác đúng tiến độ tháng 4. Việc mở rộng sân đỗ máy bay được triển khai đồng bộ với dự án nhà ga hành khách đã hoàn thiện và đạt yêu cầu thiết kế. Dự kiến Cục Quản lý Đầu tư Xây dựng Bộ Giao thông Vận tải, cơ quan chuyên môn về xây dựng sẽ tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư vào cuối tháng 3. Cục Hàng không Việt Nam sẽ kiểm tra và cấp phép khai thác với thời gian đưa dự án vào khai thác dự kiến là từ cuối tháng 4. Theo các đơn vị liên quan, việc làm thủ tục cho hành khách tại nhà ga T2 sẽ được kết nối với dữ liệu quốc gia về dân cư để giảm nhân lực và thời gian làm thủ tục. Trên công trường dự án, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu, đơn vị tư vấn, nghiệm thu, kiểm tra, kiểm định chất lượng công trình, tuân thủ đầy đủ quy định hiện hành và sẵn sàng đưa dự án vào khai thác sử dụng. Theo yêu cầu của lãnh đạo chính phủ, các đơn vị cần hoàn thành toàn bộ thủ tục, cấp giấy phép, giấy chứng nhận với các cơ quan chức năng, chuẩn bị nhân lực tiếp nhận, vận hành và khai thác, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 và Dỗ Tổ Hùng Vương sắp tới. Lưu ý, việc xây dựng nhà ga thông minh, đồng bộ, hiện đại, nhiều cây xanh, đáp ứng nhu cầu kể cả khi lượng ô tô tăng lên. Người đứng đầu chính phủ đề nghị các cơ quan liên quan đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hệ thống đường lăn nhằm nâng cao năng lực khai thác hiệu quả sân bay. Thủ tướng không để văn bản pháp luật vừa xây dựng xong đã lạc hậu. Thưa quý vị, phiên họp chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật cho ý kiến về nội dung của năm dự thảo luật nghị quyết lớn, Thủ tướng nhấn mạnh đây là những vấn đề khó, quan trọng và cấp bách cần được giải quyết. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3 năm 2023. Phiên họp cho ý kiến về 5 nội dung gồm dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong đầu tư xây dựng công trình giao thông, một số chính sách mới trong lĩnh vực quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, dự án luật căn cước công dân sửa đổi, dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, đề nghị xây dựng luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật xuất nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại, xây dựng và hoàn thiện thể chế là một trong ba đột phá chiến lược và đã được thúc đẩy trong nhiệm kỳ.
Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật này nhằm đề xuất các cấp có thẩm quyền xây dựng và ban hành các chính sách mới liên quan một số luật theo người đứng đầu chính phủ. Nhấn mạnh tính quyết liệt trong xây dựng và hoàn thiện thể chế, Thủ tướng cho biết chính phủ đã tổ chức 10 phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật trong năm 2022 và đây là phiên họp chuyên đề pháp luật thứ 3 của năm 2023. Theo lãnh đạo chính phủ, đây là việc lớn, quan trọng, có nhiều vấn đề cấp bách cần phải giải quyết, nhiều vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm. Vì thế các thành viên chính phủ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, dành thời gian góp ý vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Thủ tướng nêu thực tế ở các bộ ngành, nếu bộ trưởng, trưởng ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát tình hình, quan tâm công tác xây dựng pháp luật, thì công việc trôi chảy, tiến độ và chất lượng xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật được bảo đảm. Thủ tướng lưu ý, công việc ngày càng nhiều khi thực tiễn diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Nhiều văn bản quy phạm pháp luật được xây dựng từ lâu, có những văn bản mới xây dựng nhưng thực tiễn đã vượt qua, nên phải rà soát, bám sát thực tiễn, điều chỉnh kịp thời, tháo gỡ những khó khăn, nút thắt, tạo hành lang pháp lý thông thoáng, phù hợp với điều kiện đất nước và tình hình của từng giai đoạn. Với những bộ ngành chưa kiện toàn bộ phận chủ trì nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện thể chế, Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện và bố trí nguồn lực, con người, thời gian, cơ sở vật chất, kinh phí cho công tác này. Một lần nữa, người đứng đầu chính phủ quán triệt các bộ ngành khi được hỏi ý kiến phải đảm bảo tiến độ và chất lượng, không để tình trạng văn bản pháp luật vừa xây dựng xong đã lạc hậu, Thủ tướng nêu rõ. Trước mắt, lãnh đạo chính phủ lưu ý cần tập trung thực hiện xây dựng, hoàn thiện các đề nghị xây dựng luật trình Quốc hội xem xét thông qua chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh năm 2023 để Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến và các dự án dự thảo văn bản trình Quốc hội xem xét cho ý kiến thông qua tại kỳ họp thứ 5. Bắt nữ giám đốc chi hơn 13 tỷ đồng mua hóa đơn xăng dầu khống. Thưa quý vị, để chiếm đoạt tiền thuế giá trị gia tăng, Nguyễn Thị Huệ, sinh năm 1962, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tùng Đại Phát ở Bắc Giang, đã liên kết và mua số lượng lớn hóa đơn với nhiều cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã tiến hành khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Huệ để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Huệ với vai trò là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tùng Đại Phát, một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực vận tải, vật liệu xây dựng, đặt tại thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, đã móc nối với Nông Ngọc Khiêm, sinh năm 1981, trưởng cửa hàng xăng dầu số 14 ở thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, đặt vấn đề mua hóa đơn khống. Sau đó, Khiêm đã liên hệ với 7 trưởng cửa hàng xăng dầu khác trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn để hình thành đường dây mua bán hóa đơn khống. Trong năm 2022, một số cửa hàng xăng dầu kể trên đã xuất khống trên 1.400 hóa đơn cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tùng Đại Phát với tổng số tiền ghi trên hóa đơn là hơn 13 tỷ đồng. Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn cũng đã lần lượt làm rõ, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng có hành vi mua bán trái phép hóa đơn quy định tại khoản 2 Điều 203 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.